kính viễn vọng không gian James Webb trị giá 10 tỷ đô la Mỹ, được phóng vào ngày 25 tháng 12 năm 2021, sẽ sớm trở thành một đài quan sát hoạt động. Webb là sự kế thừa của kính viễn vọng không gian Hubble, đã hoạt động từ năm 1990. John Mader, nhà vật lý thiên văn và người đoạt giải Nobel, làm việc tại trung tâm chuyến bay không gian Goddard của NASA ở Greenbelt, Maryland. Lưu ý rằng những hình ảnh mà Webb tạo ra sẽ khác với những hình ảnh chúng ta quen nhìn thấy từ Hubble. Hubble tạo ra hình ảnh trong ánh sáng nhìn thấy và một số bước sóng hồng ngoại, trong khi kính viễn vọng Webb chủ yếu sẽ tạo ra hình ảnh trong tia hồng ngoại, ánh sáng mà con người cảm nhận là nhiệt. Bằng cách thu được hình ảnh ở các bước sóng này, các nhà thiên văn học sẽ có thể nhìn vào trong và nhìn xuyên qua các đám mây bụi. Họ cũng sẽ có thể nghiên cứu các ngôi sao và thiên hà đầu tiên của vũ trụ và thực hiện những khám phá đáng kinh ngạc mà chúng ta không thể hiểu được vào lúc này. Tuần trước, nhóm Webb đã bắt đầu bước đầu tiên trong quá trình kéo dài 3 tháng để căn chỉnh kính thiên văn. Các photon đầu tiên của ánh sáng sao có thể di chuyển qua toàn bộ kính thiên văn và được phát hiện bởi thiết bị camera hồng ngoại gần Near Cầm. Vì quá trình này còn rất sớm nên hình ảnh không tập trung và chúng sẽ được tinh chỉnh trong vài tháng tới. Nhóm nghiên cứu lưu ý rằng các kết quả ban đầu khá hứa hẹn, vì chúng phù hợp với kỳ vọng và mô phỏng. Kính thiên văn sẽ được căn chỉnh dần dần bằng cách sử dụng dữ liệu thu được với Near Cầm bởi một nhóm kỹ sư và nhà khoa học tại Bo Aerospace, Viện Khoa học Quản lý Kính Viễn Vọng Không Gian và Trung tâm Chuyến bay Vũ trụ Goddard của NASA. Có nhiều bước phải được thực hiện để chuẩn bị và hiệu chỉnh kính thiên văn để thu được hình ảnh khoa học. Quá trình này bao gồm 7 giai đoạn trong 3 tháng tới. Gương của kính thiên văn được tạo thành từ 18 đoạn hình lục giác phải hoạt động cùng nhau như một gương chính duy nhất có độ chính xác cao. Những tấm gương này phải được điều chỉnh rất chính xác, sao cho chúng nằm trong một phần nhỏ của bước sóng ánh sáng hoặc xấp xỉ 50 nanomet. Các quan chức NASA đưa ra viễn cảnh nếu toàn bộ gương chính có kích thước bằng Hoa Kỳ, các phân đoạn sẽ có kích thước bằng Texas và chiều cao của tất cả các phân đoạn này phải cách nhau 3,8 cm, 1,5 inch. Do đó, đây là một quá trình vận hành phức tạp hơn nhiều so với bất kỳ kính viễn vọng không gian nào khác trong lịch sử và sẽ mất một khoảng thời gian tương đối. Việc căn chỉnh này không phải là bước cuối cùng trong quá trình để Webb trở nên hoạt động hoàn chỉnh. Ngoài ra, nhóm cũng sẽ cần hiệu chỉnh và vận hành 4 thiết bị khoa học của kính thiên văn. Nhóm nghiên cứu hy vọng công việc này sẽ được hoàn thành vào mùa hè sắp tới và sau đó Webb cuối cùng cũng có thể bắt đầu sứ mệnh khoa học của mình. Các nhà thiên văn đã hồi hộp chờ đợi những hình ảnh khoa học đầu tiên từ kính viễn vọng không gian James Webb trong nhiều thập kỷ. Có vẻ như sau nhiều năm trì hoãn bất ngờ, chúng ta có thể sớm đánh giá được những quan điểm và bí mật mới về vũ trụ mà Webb chắc chắn sẽ tiết lộ. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn, chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé!